Chào bạn thân mến, ở video này cô Thơm hướng dẫn cho bạn làm cái bio link. Thì cái bio link ở TikTok thì nó ở đâu? Thì các bạn sẽ thấy rằng là ở trên cái phần trên chữ email hỏi đáp của cô Thơm có một cái đường link. Thì các bạn sẽ có thể bấm vào phần sửa hồ sơ đây, và cái đường link trang web. Thì cái đường link này các bạn bấm vào đường link trang web nhé. Sau đó thì cái bio link thì các bạn có thể gắn ở đây. Ở đây thì các bạn có thể gắn link web, link shop hoặc là link nhóm Zalo. Nói chung là TikTok sẽ mở cho chúng ta đó là có một nơi để chúng ta sẽ kết nối liên kết. Đó. Thì ở bài này thì cô Thơm sẽ hướng dẫn cho chúng ta tạo một cái bio link. Thì bio link thì nó sẽ gồm chúng ta gắn có thể nhiều link vào. Đó, ở đây thì cô Thơm đang gắn cái link nhóm Zalo. Đó, thì khi mà bấm vào nhóm Zalo đúng không ạ? Đây, bấm vào nhóm Zalo thì đơn giản nó chỉ vào trong nhóm group Zalo tặng quà của cô Thơm thôi. Đây, nhóm học và khám kênh tặng quà. Còn mình muốn rằng là người xem họ muốn nhận quà, họ muốn kết bạn Zalo hoặc Facebook hoặc kênh YouTube của mình, hoặc là nhiều thông tin hơn. Đó, thì các bạn có thể tạo ra một cái bio link. Đây, ví dụ như là đây là cái hình ảnh mà cái gọi là cái bio link các bạn nhé. Đó, bạn có thể điền nhiều thông tin hơn, rồi là Zalo, Facebook. Thì cái cách làm chi tiết như thế nào? Đó. Ok, thì đầu tiên là các bạn sẽ đăng ký tài khoản trước. Các bạn sẽ vào Chrome. Đó, chúng ta sẽ đăng ký tài khoản. Chúng ta sẽ đánh cái từ khóa đó là atplink.com. Rồi, và chúng ta sẽ bấm OK tìm kiếm. Rồi, và nếu như bạn là tài khoản mới thì bạn sẽ bấm là đăng ký ngay. Đó, còn nếu bạn đã tạo tài khoản rồi thì bạn lại đăng nhập vào. Đó. Ok, sau đó thì các bạn sẽ nhập cái tên mà bạn đăng ký. Ví dụ như là cô Thơm sẽ lấy luôn là Nguyễn Thơm. Hoặc là cô Thơm sẽ lấy, ok, lấy là Nguyễn Thơm đi. Nguyễn Thơm. Rồi, bạn nhập cái Gmail đăng ký. Ví dụ mình sẽ lấy Nguyễn Thị Thơm. Đây cái Gmail của mình. Rồi, và bạn nhớ nhập password để sau này chúng ta sẽ đăng nhập nhé. Rồi, sau đó các bạn sẽ tích vào tôi xác nhận và điều khoản sử dụng, đúng không ạ? Bảo mật. Chúng ta sẽ bấm đăng ký. Cái tên này không được chứa khoảng cách. Chúng ta chú ý nhé. Chúng ta chú ý là không được chứa khoảng cách. Thì mình sẽ ghi là Nguyễn Thơm. Ok, thực hành lại nha. Rồi, tích vào đăng ký. Chúng ta nhớ mật khẩu và nhớ cái tên, được chưa? Rồi, khi mà đăng ký xong thì tài khoản của bạn đã được tạo. Hãy kiểm tra email của bạn để liên kết kích hoạt. Đó. Và bạn hãy nhớ, nếu mà không thấy thì chúng ta nhớ là kiểm tra trong thư mục spam. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ vào mail. Chúng ta sẽ vào cái phần Gmail của chúng ta. Các bạn nhập đúng cái tài khoản của Gmail mình đăng ký vào. Đây, vừa mới xuất hiện đó là kích hoạt tài khoản ATP Link. Thì các bạn sẽ bấm vào. Rồi, ok. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào xác nhận tài khoản. Rồi, tài khoản của bạn đã hoạt động. Rồi, các bạn đã thấy không ạ? Tài khoản của chúng ta đã được hoạt động rồi. Và đó là chúng ta đã đăng ký thành công các bạn nhé. Rồi, các bạn hãy lưu lại mật khẩu, hãy lưu lại cái tên đăng nhập. Và ở video sau thì cô Thơm sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn tạo một cái mẫu bio link đơn giản, dễ nhất như nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.